Rồi thì nãy giờ anh đã trao đổi với các em á, một số cái phần ngoài lời, thì bây giờ thì anh giải đáp những cái thắc mắc cho các em về cái giải đáp thắc mắc các em, các phần mà mình các em còn thắc mắc trong các phần mà mình sẽ thi, cũng như sau đó anh sẽ chuyển qua ôn tập. Thì đầu tiên các bạn hỏi phần số thứ tự. Phần số thứ tự thì anh sẽ làm những cái vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất á, là các em đánh số 1 trước nè, nó số 2 nè, sau đó em quét khối nè, nó chừng nào có dấu cộng bên tay phải nè, nó các em kéo xuống được chưa, hoặc là em đánh số 1 nè, nó rồi dấu cộng bên tay phải nè, em kéo xuống. Rồi ở đây nè, em chọn chế độ là Fill Series, em chọn chế độ là Fill Series nha. Nó và cách thứ ba, các em đánh số 1 nè, nó các em đánh số 1 nè, rồi sau đó em vô thẻ Home nè, nó em chọn Fill nè, em chọn Series nè, nó rồi đây nó hỏi các em á, là đánh vòng hay đánh cột. Nếu đánh vòng thì em chọn Round là đánh từ trái qua phải, còn nếu đánh cột là Column các em đánh từ trên xuống. Nó giờ Trend nè, các bạn đánh từ số 1 đến số bao nhiêu, giả sử 1 đến 10 đi thì nhảy các bạn từ số 1 đến số 10 nè. Nó còn nếu có muốn số 0 phía trước thì bạn quét khối nè, bạn lấy chuột phải nè, bạn phải Marcel nè. Rồi kho tâm nè, nếu bạn muốn một số 0 thì đánh một số 1, không hai số 0 thì đánh hai số 0, ba số 0 đánh ba số 0, sau đó dấu thăng. Nó thì người ta gọi đây phần đánh số tự động. Nó thì đây là ba cái nha. Nó rồi rồi tiếp theo thì bạn hỏi giùm anh á, bạn hỏi á là bạn muốn định dạng cái phần Việt Nam đồng, ví dụ đây anh đánh là 2300 nó được chưa, hoặc là 3456 gì đó, do bạn muốn có chữ Việt Nam đồng hoặc là chữ đồng chữ đô la gì đó tùy theo trường hợp đề bài. Thì bạn quét khối cái vùng bạn muốn định dạng, quét khối cái vùng bạn muốn định dạng, bạn lít chuột phải bạn chọn format cell, bạn lít chuột phải bạn chọn format cell nó, rồi bạn chọn dùng hoàng là chữ kho tâm, chữ kho tâm ngay chữ thai general này nè, ngay chữ thai có chứa chữ general này, bạn xóa nó đi, bạn đánh dùng hoàng là dấu thăng. Phần cách hàng ngàn có thể là phẩy hoặc là chấm tùy theo máy, hai hoặc là ba dấu thăng tùy theo đề bài yêu cầu. Sau đó bạn muốn đánh chữ Việt Nam đồng thì đặt chữ Việt Nam đồng trong ngoặc kép, muốn đánh chữ đồng thì đặt chữ đồng trong ngoặc kép, muốn đặt chữ km trên giờ, chữ giờ gì đó, tức là bạn muốn định dạng cái gì đó hiển thị phía sau thì bạn đặt cái nó trong ngoặc kép giùm anh. Muốn đặt đô la thì đô la bạn muốn thì đặt ngoặc kép cũng được, không cũng không sao, tại đô la đó là đơn vị chung nên nó được quyền không cần đặt trong ngoặc kép. Còn các đơn vị khác bạn muốn hiển thị cái gì thì bạn cứ đặt trong ngoặc kép nó, ví dụ bạn muốn chữ đồng thì bạn ghi chữ đồng vô đặt trong ngoặc kép giùm anh. Vậy thôi, Việt Nam đồng thì Việt Nam đồng, nó đô la km trên giờ đơn vị số gì đó, tức là bạn muốn ghi cái gì cũng được thì bạn nhớ đặt trong ngoặc kép giùm anh là được. Nó thì đây là cách tiếp theo cái phần định dạng Việt Nam đồng. Rồi tiếp theo á, thì bạn hỏi á là đánh số trang nhưng mà không đánh số cái slide đầu tiên hoặc là style bất kỳ đó trong phần PowerPoint. Thì các bạn lưu ý thì công việc đầu sẵn đây thì anh nhắc luôn, công việc đầu tiên của PowerPoint các bạn nhớ giùm anh là slide master. Nó công việc đầu tiên các bạn là làm style master, là công việc đầu tiên nha. Rồi sau đó muốn làm gì làm. Rồi bây giờ giả sử anh có khoảng bao nhiêu size gì đó, 7 8 size gì nè, 11 size chẳng hạn. Rồi rồi bây giờ đầu tiên anh sẽ đánh số trang trước, insert header footer next time hoặc size number đều được, thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái số trang gì đó. Rồi phần footer đồ ghi ở đây, ví dụ anh ghi đây là tin học nông lâm nó, apply to all. Các bạn thấy này, số trang bạn nó nằm nhỏ nhỏ phía dưới dưới này hen. Thì bây giờ bạn hỏi rằng á, cái size đầu tiên không có đánh cái số trang thì bạn vô giùm anh bạn chọn cái size đầu tiên, hoặc là size số 3 gì đó, tức là cái size nào đó nó không có đánh số trang nó, thì bạn chọn cái size đó giùm anh. Sau đó bạn chọn chế độ là slide number, slide number. Rồi bạn chọn chế độ là don't show on title size, don't show on title size, và bạn chọn chế độ là apply, không có apply to all nha, chỉ apply thôi, áp dụng cái style bạn đang làm. Nó đây size số 2 vẫn còn nè, size số 2 vẫn còn nha, nó size số 3 vẫn còn nè, nó giờ nó hơi nhỏ nha mấy em. Rồi bây giờ size số 2 đánh thành số 1 thì các bạn vô design nè, nó design nè, được chưa, bạn chọn size show nè đối với bảng 216, còn 20 thì bạn chọn bên tay trái nó,
được chưa? Còn 216 bạn chọn bên tay phải. Đó, bạn chọn Customize Style. Bạn chọn Number Slide Room. Number Slide Room bạn chọn thành số 0 thì số 2 nó sẽ đánh thành số 1. Rồi, mời các bạn ghi chú. Rồi thì ở đây á, bạn có một cái thắc mắc á, là cái phần vẽ biểu đồ thống kê. Đó, vẽ biểu đồ thống kê này nè, các bạn thấy nè. Đó, biểu đồ thống kê này thì mình có một cái bảng thống kê đây. Đó, được chưa? Đây, cái bảng thống kê của bạn nè. Đó, thì bây giờ bạn coi coi. Coi coi. Coi coi người ta nói gì đây. Người ta yêu cầu bạn vẽ cái này. Đó, thì các bạn thấy nè. Ở đây á, nó có hai cái điều kiện. Đó, nó có hai cái. Được chưa? Hay gọi là gì? Nó có một trục tung và một trục hoành đầy đủ. Được chưa? Có một trục tung và một trục hoành đầy đủ ha. Đó, thì bây giờ để giải được bài toán này về biểu đồ như vậy, thì bây giờ các bạn sẽ vẽ như sau. Đầu tiên bạn cứ vẽ đại một cái biểu đồ bình thường. Biểu đồ bình thường. Đó, tức là anh sẽ vẽ một cái là không có, giả sử nè, anh vẽ anh chỉ quét như vậy thôi. Và bạn quét cái này cũng được. Được chưa? Đó, đây, một trong hai nha. Còn quét luôn vậy hồi dễ không được. Đó, giả sử anh quét này thôi. Sau đó anh vô insert. Thì bài này nó là biểu đồ mà có hai số liệu. Được chưa? Nó có trục tung và trục hoành. Thì nó chắc chắn không phải là biểu đồ tròn. Được chưa? Thì bạn có thể vẽ đây là biểu đồ đường hoặc là biểu đồ cột. Được chưa? Anh sẽ vẽ đây là biểu đồ cột. Đây. Nó nằm ở hai cột. Được chưa? Đó, biểu đồ cột. Và ở đây các bạn thấy là mỗi một cột các bạn sẽ là một số liệu. Và tổng cộng ở đây bạn thấy có 4 số liệu. Được chưa? Đó. Đây, qua là biểu đồ này. Cái này cũng được cả. Giả sử anh vẽ biểu đồ 3D. Thì các bạn sẽ ra được cái một cái biểu đồ nè. Đó. Ở đây các bạn thấy nè, những con số nè. Đây, những con số nè. Được không ạ? Nó ứng với cái màu. Nè, C nè là cái màu xanh nè, màu đỏ nè là ben nè, red nè, orange nè và bull nè. Nó ứng với bốn cái màu này. Bạn muốn đổi á thì bạn cứ đổi bình thường. Đây. Giả sử này không muốn màu xanh. Và muốn nó là gì? Màu vàng chẳng hạn. Vẫn đổi được nha. Đó, hoặc màu xanh nè. Một đỏ nữa, tùy bạn. Đó, tức là bạn có thể đổi nha. Được chưa? Đây là theo. Rồi bây giờ cái mấu chốt thứ hai, mình không phải cần ở đây là số 1, 2, 3, 4. Mà mình cần đây chữ US, FR. Được chưa? Để đổi được nó thì các bạn sẽ làm như sau. Bạn nhấp nó vô đây vậy mà. Nhấp ra. Sau đó bạn vô thẻ design. Vô thẻ design. Bạn chọn chế độ Select Data. Đó. Bạn chọn chế độ là Select Data. Rồi. Thì cái này bạn thấy con số 1, 2, 3, 4 nè. Được chưa? Bây giờ anh sẽ đổi số 1, 2, 4 này bằng cái những cái chữ US, FR này. Bằng cách Edit nè. Đó. Rồi bây giờ anh quét nè. Anh quét nè. Đó. Thì cái này bạn sẽ ra được chữ US, chữ FR, ZA và SB. Đó. Hoặc là bạn ngồi đó bạn đánh vô cũng được. Nhưng mà thường người ta sẽ quét. Ok. Thì giác này bạn sẽ ra được cái bản đồ giống như bạn muốn. Được chưa? Giống như bạn muốn. Lưu ý vẽ, đầu tiên vẽ một biểu đồ trước. Sau đó chỗ nào muốn sửa gì đó thì bạn vô Select Data để bạn đổi cái vị trí đó. Đó, đổi. Nè, SD nè. Nó SD thì bạn thấy nè. Đối với cái gì? Chữ SD nè. Thì cái dữ liệu nè. Nó đây dữ liệu tương ứng. Đó, đây bạn có thể tự kiểm tra. Đó, đó là cách vẽ biểu đồ mà có đầy đủ trục tung và trục hoành. Mời các bạn sửa vô. Rồi thì bây giờ nè, đối với đề số 3. Đề số 3 nè, thì đối với câu số 4 nè, bạn người ta yêu cầu tính tổng cộng bằng số phần nhân tìm một phần. Nếu như mà số phần để trống thì tính là một phần. Đó, và người ta nói nếu là giao tận nơi. Đó, giao tận nơi thì bạn phải cộng thêm 5% chi phí. Đó, giống như là gì? Bạn đặt online đó các bạn. 5% chi phí này giống như là gì? Cái phí ship á. Đó, nó giống giống vậy đó các bạn. Rồi, thì bây giờ bạn coi phần tổng cộng bạn làm sao đây. Đây, nếu như implant đúng, được chưa? Thì bạn tính là 1. Ngược lại là số phần. Tên này đúng hen. Nhân cho. Nhân cho gì đây? Nhân cho tiền một phần. Tiền một phần bạn này. Đó, tiền một phần này chút xíu mình kiểm tra lại nha. Rồi, đây, phóng to lên chút xíu nha.
coi coi bạn làm như thế nào nha. Đây là công sức của bạn, em vẫn đợi. Rồi bắt đầu anh sẽ góp ý từ từ. Rồi cộng cho gì? Sao cộng chia cho khổ vậy trời? Sao cộng chia cho khổ vậy? Bữa trước anh chỉ các bạn có một cái nó đơn giản cực kỳ luôn, mình làm đi rất là nhiều. Nếu như nó đúng thì đạn bạn cho gì? Nó 100 đến 5%. Ngược lại nó là 100. Tại người ta nói là 5% của chi phí mà. Nè 5% của chi phí tức là 5% của tiền này luôn. Được chưa? Nó. Được chưa? Hoặc là lấy gì? Lấy tiền một phần nè, hoặc là bạn nào nói anh ơi, ở đây người ta quy định là gì? Bây giờ ship một phần á, anh tính là 5%. Mà bây giờ anh ship 10 phần cũng tính 5%. Được không ạ? Rồi ok. Nè, bây giờ nè, cái phần này anh giả sử em đúng đi. Bây giờ anh giải quyết trước tiên là cái phần phí ngoài sao. Cái phí ngoài sao. Thì phí ngoài sao này anh chia làm hai trường hợp. Anh chia làm hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ nhất là bây giờ họ giao hàng cho em một phần ăn, họ tính là 5% phí. Được chưa? Thì đây là gì? Đây là tiền, đây là cái giả sử nè, giả sử đây là tiền ăn của em nè. Tiền em đặt cái món hàng đó, giả sử đây ra con số là 30.000. Cái phần ăn của em. Được chưa? 30.000. Thì 30.000 nè, anh nhân cái điều kiện nếu giao tận nơi thì tiền anh trả là phải thêm 5% của 30.000 không? Nó tức là lấy 5% anh cộng 100% thì anh đang 105% nè. Nó ngược lại là 100% nè. Cái bài này giống như cái bài mấy cái bài thuế giá trị gia, cái bài mà hôm trước mình học Excel, cái bài phụ thu thêm mức phụ thu đó, hoặc là giảm bao nhiêu phần trăm khi nó có cái số km lớn hơn 10 chẳng hạn đó. Rồi thì hồi nãy nè anh nói nè, bây giờ anh có hai cái trường hợp. Nhưng hai trường hợp này bạn giảng hai trường hợp nào cũng đúng cả. Cái trường hợp thứ nhất á là anh giả sử bạn đặt đây là một phần ăn đi, một phần ăn được không à, một phần ăn thì giả sử đây là 30.000, tức là cái cụm anh mới vừa quét đó, cụm đó là 30.000, anh giả sử nha là 30.000. Sau đó cái điều kiện anh đặt ra, nếu như mà anh giao đến tận nơi cho bạn thì anh thu 5% của cái giá trị đơn hàng của anh. Nó tức là anh lấy gì? Anh lấy 5% anh nhân cho 30.000, anh ra được con số. Được chưa? Nó hoặc là gì, thay vì bạn ngồi đó bạn cộng tùm lum, thì bây giờ thay vì 5% thu thêm thì đây là 100 đến 5%, tức là gì? Nó hoặc là cụ thể là gì? Giả sử số cho dễ với tính đi, ví dụ phần ăn của bạn là 100.000 đi, 100.000. Được chưa? Tức là con số này nè, giả sử 100.000 đi cho dễ tính, 100.000. Nó bây giờ nếu giao đến tận nơi cho bạn thì anh thu thêm 5%. Đó tức là anh thu là 105.000. Mà 105.000 thì nó bằng gì? Bằng 100.000 cộng với 5%. Nó 5% của 100.000. Đó, đó là lý do tại sao đây anh nhân là 105%. Đó, đây là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ hai. Nó phụ thuộc vào gì? Số phần ăn của bạn. Đó, thí dụ như ở đây. Bạn là cái gì? Bạn đặt cái phần ăn này tính tiền ra là 500 ngàn. Thì họ phụ thu á, có thể là gì? Phụ thu chỉ 5% của cái tiền một phần thôi. Đó, tức là bây giờ bạn, cái đơn hàng bạn, giả sử cái đơn hàng bạn á là bạn đặt bánh đi, hoặc trái cây đi. Bây giờ bạn giao cho bạn là 2 kg trái cây. Nó thì tiền giao hàng của bạn đó là 5%. Mà bây giờ giao cho bạn 20 kg thì cái tiền đó họ sẽ tính lên, hay là cũng vẫn giữ một mức đó. Nó phụ thuộc vào giữa thỏa thuận giữa bạn và người bán như thế nào. Được chưa? Thì bây giờ anh sẽ đưa vào một cái trường hợp đơn giản nhất. Thì bây giờ cứ anh không quan tâm là tiền đó bao nhiêu kg gam gì đó, bao nhiêu phần anh không quan tâm. Bây giờ anh chỉ cần một vấn đề là hãy cứ giao tận nơi là lấy 5% cái giá trị đơn hàng. Được chưa? Nên cái vế sau này anh vẫn giữ nguyên vậy. Nhưng với trước nè, nó đây cái vế trước nè, thì vế trước đây là cách tính cho gì, cho một cái đơn hàng bạn. Thí dụ đây là bạn là một phần thì bạn nhân cho giá một phần, còn này 5 phần bạn lấy 5 nè, bạn nhân cho này ra được con số, lấy con số này bạn nhân cho cái
phí phụ thu thêm cái phần giao hàng đó, thì đó là cái tính. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra lại tiền một phần của bạn tính như thế nào. Tiền một phần ở đây anh sẽ kiểm tra tính tiền một phần của bạn nha. Nói chung là công thức bạn viết như vậy cũng tương đối rồi đó, nhưng mà nãy viết chưa được tốt lắm thì anh có sửa lại rồi. Thì bây giờ tiền một phần bạn tính như thế nào? VLOOKUP LED LED một ký tự, tức là chai mặn, bạn trả về này để bạn ra được tiền cơm. Rồi bạn cộng với gì? Nếu như cái gì đây, cái F6, tức là gì, kho này nó có, thì bạn sẽ lấy gì? Lấy tiền kho ngược lại là không, đúng rồi. Đó, cộng với gì đây? Nếu như mà cái G6 nè là món canh, canh này là trống, nếu là canh là có chữ ít, tức là có ăn canh, thì bạn sẽ lấy là cái cột tiền canh. Và ngược lại thì bạn không có lấy. Và bạn cộng tiếp, nếu cái cột gì, cột món ăn xào bạn có là dấu ít nè, thì bạn tính tiền, còn không có thì bạn trả về không. Đó, và cách tính bạn ổn, được không? Không sai. Đó, thì đây là cách bạn cần làm trong bài này. Rồi các bạn ghi chú cái này dùm anh, rồi sau đó anh sửa câu tiếp theo. Rồi bây giờ ý tiếp theo nè. Ý tiếp theo bạn hỏi anh á là sắp xếp cái tăng dần cho cột tiền đang nợ nè. Nó đang nợ, thì bây giờ coi cái đang nợ. Trước tiên anh sẽ ghi coi đang nợ bạn gì đây. Đang nợ màu mèo quá nên bỏ màu đi nha, nên coi cho nó dễ. Rồi nên phóng to lên. Rồi đang nợ bạn tính sao đây? Đang nợ là gì đây? Sum if là vùng điều kiện là C6 đến C20. Đây là cái tên khách hàng. Rồi điều kiện đó là ô này là khách hàng. Rồi vùng tính tổng theo điều kiện. Đó, đúng rồi. Rồi cộng cái gì? Cộng với trả trước, nợ trước. Đó. Nếu bạn để ý cái cột nợ trước này, bạn thấy có những cái giá trị âm. Đó. Tức là gì? Giống như bây giờ thì ít gặp lắm. Hồi trước á, khoảng 2010, hồi thời anh còn học á, thì khoảng 2012, 2011 đó các em. Thì nhiều khi một số cái căng tin á, hoặc là một số cái quán cơm á, đúng lắm á, thì họ sẽ thu tiền trước theo tháng gì đó. Đó, thí dụ một tháng bạn ăn khoảng là 30 phần, 60 phần cơm. Đó, thì họ tính tiền ra, và họ quy ra sẽ rẻ hơn so với bạn trả mỗi ngày. Thí dụ như lúc đó là khoảng 12.000 một dĩa, 10.000, 12.000 dĩa cơm, hoặc là 15.000 dĩa cơm. Đó, thì họ sẽ tính gì? Khi bạn trả trước vậy đó, họ tính 8.000 hoặc 9.000 dĩa thôi. Đó, nó sẽ rẻ hơn. Đó, nhưng mà bạn phải trả lần trả trước đó. Hoặc là cái gì? Bạn sẽ ghi nợ lại. Đó, tức là cái nào dấu âm á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cửa hàng á đang thiếu bạn. Đó, còn cái nào dấu dương á là gì? Là bạn đang còn thiếu nợ tháng trước bạn chưa trả anh ta. Đó, nên là như vậy. Đó, rồi ở đây các bạn thấy nè, sau đó bạn tính tổng tiền mà bạn gì? Bạn phải trả cho mấy tháng này nè. Đó, tính tổng theo điều kiện nè. Sau đó bạn cộng với gì? Số tiền bạn nợ phía trước đó. Thì bạn thấy sẽ có những cái ra đáp án các bạn nè. Đó, ra đáp án các bạn. Giờ muốn coi nó âm hay dương thì bạn có thể là gì? Phải mất xe bỏ cái đô la đi, chuyển qua đây nó rổ á. Bạn coi nó âm hay dương. Tức bạn đang nợ người ta không? Hay là người ta... Hay là sau đó? Đó, được chưa? Đây, tức cái này gì? Bạn trả trước 150 rồi mà bạn ăn mới có gì? Ăn mới có mấy chục ngàn à. Tức là cái gì? Cái cửa hàng nó còn nợ bạn 100.000. Bên đây là gì? Bạn cần phải trả thêm cho cửa hàng nhiêu tiền này? Đó, rồi tới đây sắp xếp ở đây á, sắp xếp tăng dần cái cột đang nợ. Đó thì bạn quét khối thôi. Ở đây các bạn lưu ý nè, nếu bạn nào quét tiêu đề luôn bạn có chừng bằng sập hố. Tuy bạn để ý nè, nó bị gộp ô nè. Đây, gộp dòng 25 và 26 nè. Đó, cái này phải để ý kỹ nha. Nó nên khi phần sắp xếp á, anh thông thường anh không quét cái tiêu đề. Thà bỏ đi. Vô data sort. Không quét tiêu đề thì không check metadata. Vậy thôi. Đang nợ bạn nằm ở cột D. Column D mừng quá. Người ta yêu cầu tăng dần hay giảm dần đây quên rồi. Người ta yêu cầu là tăng dần. Nó thì quét nè. Data sort nè, không check metadata nè. Tăng dần nè, small nè, list slot nè, từ nhỏ lớn nè. Đó column D. Ok là xong vấn đề. Nó bạn làm đúng đó. Bạn làm đúng rồi đó. Rồi, mời các bạn sửa vô. Rồi bạn hỏi thêm một cái câu nữa là cái đề bổ sung 2 của mình nè. Đó đề số 2 câu 2 nè.
thì bạn tính ra phân tích thí sinh đạt và không đạt, nó phần vẽ biểu đồ, nó thí sinh đạt và không đạt, được chưa? Thì muốn làm được á thì đầu tiên mình phải thống kê, coi đạt là bao nhiêu người và không đạt là bao nhiêu người. Ở đây nhìn sơ này thì các bạn thấy nó khoảng 22 20 người. Thì bây giờ bạn phải tính ra coi đạt là bao nhiêu và không đạt là bao nhiêu. Đó, ví dụ như là đạt ở đây. Nó tính coi đạt ở đây thì mình có thể dùng điểm, mình có thể dùng count hoặc là bạn sử dụng cái dữ liệu ở phía trên này. Nó được chưa? Còn này bạn lập ra cái mới để coi coi này ở phía trên coi. Đây. Đây là bị gập ô nè bạn. Có bị gập ô không? Không nè. Đạt nè là vùng điều kiện nè, và điều kiện đó là chữ đạt. Ok. Nó còn không đạt. Nó không đạt thì bị gập ô nè các bạn. Nó đó lý do tại sao bạn vẽ biểu đồ á vẽ sẽ không được. Nó bị gập ô. Dù công thức bạn đúng. Được chưa? Nên khi đó bạn muốn vẽ được thì bạn nên giống như bạn vậy nè, lập ra một cái bảng mới. Nó và bạn phải ghi gì đây? Anh copy nè. Và anh chọn chế độ là chỉ bát chữ ra thôi. Nó thì dạng này anh sẽ ra được một cái bảng thống kê là đạt và không đạt kèm với tổng số học sinh. Nó đối nha. Lít chuột phải nè, bạn chọn chế độ là 1 2 3 là value nè, tức là bạn chỉ bát cái gì? Cái bát cái chữ thôi chứ bạn không có bát nội dung cái định dạng của người ta. Được chưa? Rồi sau đó nè, cái này bạn có thể insert nè, nó 2D hoặc 3D tùy bạn. Thì thôi, tại vì cái tỷ lệ này á nó bằng nhau, nên đạt hay không đạt gì đều là 50 hết. Được chưa? Rồi. Thông thường á em, thông thường á muốn vẽ biểu đồ á thì nó sẽ đi liền với một cái câu thống kê để bạn ra được cái số liệu. Được không ạ? Thì sau khi bạn có được số liệu rồi, bạn vẽ biểu đồ thì insert thôi. Dựa vào kiến thức địa lý cấp 2 của bạn coi coi nên vẽ biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ miền, biểu đồ tròn gì đó. Được chưa? Cụ thể bài này là biểu đồ tròn thì mình quét nè, quét hai số liệu rồi thôi. Đó, mình insert mình vẽ biểu đồ tròn. Nó còn muốn vẽ biểu đồ cột thì insert column. Nó mình coi coi vẽ biểu đồ như thế nào. Tại này nó số liệu nó giống nhau. Được chưa? Nó mình vẽ thôi. Đó, quả này anh sửa số liệu lại chút xíu nha. Ví dụ đây một cái là 3, một cái đó là 17. Thì bạn thấy số liệu nó sẽ khác. Nó hoặc là này là 7 và 13. Nó phụ thuộc vào cái câu thống kê của mình. Nó phụ thuộc vào cái câu thống kê của mình. Đó, mình để mình ra được cái bản đồ. Đó, biểu đồ thì insert thôi. Mình nhớ dựa vào kiến thức trung học phổ thông, trung học cơ sở của mình để coi coi vẽ biểu đồ cột đường miền như thế nào. Đó, đây. Hoặc biểu đồ tròn gì đó, tùy theo trường hợp. Nó tùy theo trường hợp mình vẽ cho nó phù hợp. Được chưa? Nó chủ yếu câu này là bạn phải vẽ được. Ở xin lỗi, bạn phải làm được câu thống kê. Thông thường câu vẽ biểu đồ nó sẽ đi sau câu thống kê và dựa vào câu thống kê để nó có số liệu để vẽ biểu đồ. Ok, thì hôm nay bạn hỏi anh tiếp một câu á, đó là sắp xếp cái gì đây? Sắp xếp cái danh sách tăng dần theo tên, nếu trùng tên thì tăng dần theo họ. Được chưa? Thì bữa trước anh cũng có hướng dẫn các bạn nó chưa, nó cái phần sắp xếp. Bây giờ thì ở đây sắp xếp cho từng vùng, thì ở đây số thứ tự nè, anh giả sử cái số thứ tự này của người ta luôn nè, nó anh quét nè. Ở đây các bạn thấy nè, nó bị gập ô nè, nó bị gập ô phía trên nè, nó nên sẽ không quét tiêu đề. Được chưa? Này anh quét hết bảng nè. Rồi nó anh vô data nè, anh sort nè, nó tùm lum hết vậy. Ủa ta có hai cái mà sao bạn quét tới ba cái như vậy ta? Rồi bây giờ cái đầu tiên á, sắp xếp tăng dần theo tên, trùng tên thì theo họ. Ok, đây. Rồi người ta hai mà bạn ra ba là anh thấy hiểu rồi đó. Nó delete hết nha. Rồi add level hai cái, được chưa? Anh không có sử dụng tiêu đề, nó không check metadata. Theo tên, tên các bạn nó là cột D, column D. Rồi sau đó họ là C, được chưa? Đó rồi C. Rồi người ta yêu cầu tăng dần hay giảm dần đây? Người ta yêu cầu bạn là sắp xếp tăng dần tên
trùng tên thì tăng dần họ luôn, hai cái tăng dần hết nè. Column D nè là tên nè, column C nó là họ nè, rồi tăng dần lên Z đến A nó hết à. Ủa xin lỗi, A đến Z chứ lộn, còn giảm dần là Z đến A. Rồi bạn làm thêm cái nữa, nếu người ta yêu cầu nữa thêm cái nữa thì cứ thêm. Ví dụ như bậc lương nè, cục Z nè, thì đem cục Z vô thì giảm dần nè là lắp đến mon nè. Nó như vậy thôi. Nhớ có thể có chat tiêu đề hoặc là không nha. Nhớ có quét tiêu đề thì chat metadata, không quét tiêu đề thì không chat. Vậy thôi. Còn nếu người ta chia thành từng vùng thì bạn quét từng vùng. Nó vùng thứ nhất xong, quét vùng thứ hai. Đó, nhớ nha. Nếu người ta chia thành từng cái vùng á, sắp xếp nhưng mà trong một cái bảng nè, nhưng mà sắp xếp thành từng vùng thì các bạn nhớ quét cái vùng thứ nhất xong, sắp xếp xong rồi, quét cái vùng thứ hai sắp xếp. Chú ý nằm coi cột nào. Mời các bạn sửa vô. Ok, câu này nè, nãy anh đọc thiếu nè. Còn một cái cột dưới nữa các bạn. Sắp xếp tăng dần tên, trùng tên thì họ, và trùng họ thì tăng dần phần ban. Nó thì dáng này mình cũng làm tương tự, nhưng mà dáng này xếp ba cái. Nó tên nè, rồi họ nè, rồi cái cuối cùng là phòng ban. Phòng ban mình là cột K nè, add thêm cái level nè. Nó này là C trước nha. Nó đầu tiên nè là D nè, là tên nè, rồi tới C là họ nè, và phòng ban các bạn nằm ở cột gì đây, cột K nè. Nó cột K nè, nó đều tăng dần hết thì A Z hết. Nó ok. Câu tiếp theo nè các em, đó là vẽ biểu đồ biểu diện số điện thoại. Đó, mà cái đề này cho biểu diễn cái số điện thoại á, là này nè, không lẽ biểu diễn cái số điện thoại mấy cái số này, số gọi đấy, nó không hợp lý, được chưa? Mà thật ra cái bài này có thể là người ta ghi đề nó không đúng lắm, mà bài này thật ra nó là vẽ biểu đồ biểu diễn số cuộc gọi điện thoại. Nó số cuộc gọi của từng vùng, tức là vùng 1 các bạn á là gọi bao nhiêu cuộc, vùng 2 bạn gọi bao nhiêu cuộc, vùng 3 bạn gọi bao nhiêu cuộc. Nó tức là bạn sẽ làm thêm một cái bảng thống kê nè, một cái bảng thống kê. Nó cái này thống kê gì đây, số cuộc gọi này thống kê tiền trả nha. Nó được chưa, thì anh sẽ thống kê thêm một cái nữa kế bên đây. Nó anh thống kê ở đây, được chưa? Không biết cái này của bạn để dùng làm gì thì anh sẽ giữ nguyên cho bạn, và sẽ đây là gì đây, là tiền trả, được chưa? Và bên đây anh ghi là số cuộc gọi. Nó và anh sẽ dùng đây là gì đây, điểm anh sẽ dùng đó là khao if. Chỉ có một điều kiện thôi. Vùng điều kiện của anh nó là vùng 1, vùng 2 nè. Nó F4. Điều kiện anh nè là cái vùng này nè. Anh khóa cột để công thức đi xuống nè. Nó anh nhấn Enter nè. Nó vùng 1 bao nhiêu cột, vùng 2 bao nhiêu cột, và vùng 3 có bao nhiêu cột. Và chủ yếu này nó gọi ở vùng 3. Nó được chưa? Tức là anh hy vọng là bạn làm đúng nha. Đó. Nhưng mà anh này thấy nó sao sao á. Nên coi lại cái phần này chút xíu coi. Cái vùng này là bạn dùng INA, tức là cái nào bị xảy ra lỗi nè thì bạn trả về cái vùng 3. Rồi trước khi đọc đó thì anh coi cái vùng người ta giải thích như thế nào. Đó, cái vùng nếu là không thì gọi liên tỉnh, được chưa? Nó liên tỉnh nội hạt đây. Rồi lập công thức để cho biết nếu như là vùng 3. Ok, tức là cái nào là nội hạt thì lập tức nó là vùng 3. Đó. Được chưa? Đây. Tức là này toàn bộ này là vùng 3 hết nè. Đó. Rồi, muốn biết vùng 1, vùng 2, vùng 3 tiếp tục dò bên đây nữa. Đó, các bạn thấy nên đa số cái này đây là vùng 3 hết. Được chưa? Ở đây bạn dùng cái gì? Nếu bạn dùng cái VLOOKUP VALUE. VALUE bạn lấy hai ký tự. Hai ký tự thứ 3 và thứ 2. Đúng rồi, bảng dò này. Nó được chưa? Trả về cột 3, cách dò bạn là chính xác. Rồi nếu hỏi như nếu bạn dùng cái lỗi if NA. Nó nếu là bị lỗi NA thì bạn lập tức trả về con số 3. Con số 3 luôn, kết quả mình là vùng 3 luôn. Đó đúng nha. Rồi bây giờ vẽ thôi, quét cái vùng thứ nhất. Quét cái vùng thứ nhất, vùng 1, vùng 2, vùng 3, nhắn giữ control. Quét cái số cuộc gọi. Nha, quét vùng thứ nhất, nhắn giữ control, quét số cuộc gọi. Buông control ra. Nhớ nha. Đầu tiên bạn chưa nhấn control nha. Quét vùng thứ nhất nè. Đó. Sau đó quét xong rồi mình nhấn control nè. Đó, vùng 1, 2, 3 xong nè. Quét cái vùng thứ hai là số cuộc gọi. Buông phím control ra. Insert vẽ biểu đồ. Giả sử biểu đồ cột. Vậy xong. Ở đây các bạn thấy nó bị dư số liệu nè. Tại mình chỉ có một số liệu thôi. Đó, thì mình coi series 1, series 2 nó là gì. Bằng cách vô select data.
Muốn biết series 1 là gì thì bạn vô edit nè. Đó, series 1 nè. Bạn thấy nó là vùng. Vùng này nó là gì? Nó đâu phải số liệu đâu mà series. Được chưa? Nên cái này nó sẽ remote đi. Rồi series 2 nè, edit nè. Cái số liệu nó nè, số cuộc gọi nè. Đó là số cuộc gọi nè các bạn. Đúng rồi nè. Ok. Đó thì series 2 này bạn có thể sửa thành gì đây? Series name đó là số cuộc gọi. Đó. Ok. Đây, số cuộc gọi các bạn. Nó vùng 1 là số gì đây? Vùng 1, vùng 2 và vùng 3. Ở đây bạn có thể là gì đây? Đổi thành chữ vùng 1, chữ vùng 2, chữ vùng 3 vẫn được. Nó đều bình thường nhé. Đó, đó là cách vẽ biểu đồ. Đó, và mình nhớ khi vẽ biểu đồ thì công việc đầu tiên bạn thông thường nó sẽ có một câu thống kê phía trước. Thông thường nó sẽ có một câu thống kê phía trước. Rồi, mời các bạn sử dụng. Rồi, câu tiếp theo là bạn hỏi anh là câu số 3 trong của câu 5 này. Đó, và ở đây á là gì đây? Học sinh thi lợi thì phải ghi rõ là thi lợi môn nào. Nó thi lợi môn nào. Được chưa? Nó đây, môn thi lợi. Dạ. Thì ở đây á mình sẽ làm như sau. Anh giả sử những câu trước bạn ổn nha. Nó tức là muốn thi lợi thì cái if nè. Nó thì kết quả nó bằng chữ thi lợi đúng không ạ? Nó đây. Nó phải là chữ thi lợi chứ. Đó, tức là kết quả nè, bằng cái chữ thi lợi. Và thi lợi này nếu là thi lợi thì bạn phải trả về. Trả về gì đây? Là thi lợi môn gì? Đúng không ạ? Thì muốn biết cái môn thi lợi là cái môn đó. Cái môn đó có hai môn luôn. Có hai môn luôn. Được chưa? Phải có hai môn. Nó nhỏ hơn. Như đây, học sinh nào có hai môn điểm lớn hơn 5. Được chưa? Ủa, hình như nó sai sai cái gì đó. Đây, học sinh nào có hai môn điểm mà lớn hơn 5 thì thi lợi. Cả 3 môn. Được chưa? À, tức là ở đây nè. Hình như nó ở đây nó cái đề nó không đúng lắm. Được chưa? Để anh kiểm tra là các bạn biết coi. Đây, nếu như cái hàng small để tìm ra cái giá trị thấp nhất nó lớn hơn 5 thì đạt. Nếu small này đứng thứ hai thì bạn thi lợi. Nó ở đây nè, để coi coi. Học sinh nào có cả 3 môn lớn hơn 5 thì đạt. Cái này thì bạn dùng mon thì cũng được. Nó bạn dùng small này cũng được. Được chưa? Nó. Được chưa? Hoặc là bạn có thể dùng hàm min, nó đơn giản hơn. Rồi, nếu như mà có hai môn điểm trên 5 vậy thì tức là có một môn dưới 5. Được chưa? Một môn dưới 5. Nè, có một môn dưới 5 thì thi lợi. Còn ngược lại là hỏng, tức là có hai môn dưới 5 trở lên. Được chưa? Có hai môn dưới 5 trở lên thì mình là hỏng. Thì bạn gì đây? Bạn dùng gì đây? Hàm mon để tìm ra coi cái vị trí thứ hai. Đó, cái vị trí thứ hai mà nó lớn hơn 5 luôn. Đó, tức là vị trí đầu tiên lớn hơn 5 rồi, vị trí thứ hai cũng lớn bằng 5 thì bạn trả về thi lợi, ngược lại là hỏng. Ok. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra kết quả thử nha. Rồi, thi lợi nè, có một môn dưới 5 nè. Nó thi lợi nè. Nó có một môn thôi. Có một môn dưới 5 thôi. Được chưa? Đó. Thì đối với trường hợp này thì các bạn thấy mình sẽ phân tích như sau. Nếu như thi lợi bạn muốn thi môn gì? Được chưa? Thi môn gì? Thì bằng cách nào? Được chưa? Thì thi lợi khi á, khi mà gì? Có một môn nhỏ hơn 5. Có một môn nha. Đó, tức là có hai môn lớn hơn 5 bằng 5. Đó, và người ta phải yêu cầu bạn á là cái môn đó là môn gì?
cái môn đó là môn gì nữa, cái mấu chốt là cái môn đó là môn gì. Nó thí dụ là thi là môn toán hay môn lý hay môn hóa, được chưa? Đó thì đối với bài này nè, thì bây giờ nè, đầu tiên thi lợi, nếu là thi lợi thì anh xét tiếp coi, nếu như nó nhỏ hơn 5, cái toán á, mà nó nhỏ hơn 5 thì anh cho thi lệ toán, mà nếu như lý nhỏ hơn 5 thì anh cho thể lý, hoặc là nếu như cái hóa nó nhỏ hơn 5 thì anh cho thi là hóa, và ngược lại anh sẽ bỏ rỗng nó, tức là họ không thi lợi. Do nó tại này thi lợi, các bạn thi lợi có một môn à, bạn phân tích điểm là đề lại nè, tại học sinh nào có hai môn, có hai môn điểm trên 5 thì thi lợi, tức là rớt một môn thôi thì cái môn đó thi lợi, và nếu rớt hai môn thì nó là hỏng nó. Nên đầu tiên sẽ xét trường hợp là nếu cái điều kiện bạn được thi lợi, thi lợi coi thì bạn xét còn nào điểm nhỏ hơn 5 thì bạn thi lại môn đó. Đó, còn bạn cái nào á, nếu nó gì, nếu bạn thi, không phải là thi lợi thì nó sẽ thuộc vào trường hợp hỏng hoặc là đạt, và nếu hỏng hoặc đạt thì anh trả về gì, anh trả về rỗng, nó không có làm gì hết nó. Được chưa? Rồi coi coi nó làm sao đây, nó thì dáng này bạn có gì đây, đây thi lợi đúng nè, nó đúng nè, nhưng mà vẫn còn trường hợp là false, anh kiểm tra coi tại sao nó là false. Nếu là thi lợi, nếu tiếp theo nó rồi, nếu là thi lợi rồi, nếu tiếp theo bạn là 5 thì nó là toán, ngược lại nếu nó là nhân 5 thì lý, ngược lại là hóa nha, và ngược lại là rỗng nó. Rồi ở đây nè, rồi thì bây giờ nè, anh sẽ dùng cái chức năng á, là cái này thì anh ít chỉ các bạn, nó sẽ là if lòng if nó, tức là cái if thứ nhất anh sáng nè cũng giống như nãy thôi, là nếu là thi lợi nó, nếu cái kết quả bằng thi lợi thì anh sẽ bắt đầu kiểm tra cái if thứ hai của anh nó, thì anh được cái gì nó, tức là trong cái if thứ hai anh sẽ kiểm tra trong đó anh lòng ba hàm if nữa, tức là nếu nó là to, nếu cái điểm toán nó nhỏ hơn 5 thì anh cho thi lợi toán, nếu như mà cái điểm to, điểm lý nó nhỏ hơn 5 thì anh cho thi lợi lý, còn ngược lại anh cho thi hóa đây. Và nếu như bài này anh sai hết rồi, nó tức là nó không thi lợi, các bạn thấy nè, anh đặt ba ngoặc ở đây nè, đây anh kết thúc cụm ngoặc nè, cụm ba của if này nè, nó sau đó anh trả với sai của hàm if bên đây, nó cái này gọi là if lòng if, được không? If lòng if thì khi đó bạn sẽ giải quyết được cái trường hợp nó là cái chữ for này, nó đây đây thi lợi nè, thi lợi nè, nó đây hai nè, lý nè, cái này thi lợi làm hóa nè, cái này hai này thì vào lý nè, hóa nè nha. Rồi này giả sử anh cho thi lợi toán này chẳng hạn nè, cái này anh cho nó số 8 đây, thì lập tức cái này các bạn là thi lợi nè và môn toán nè, lập tức cập nhật cho bạn nè. Nó tức là anh giả sử một số liệu anh đổi nè, và nếu mà nó lập tức nhảy kết quả cho bạn, thì người ta gọi đây là trường hợp anh dùng ở đây là if lòng if, vận dụng kiến thức if lòng if nó để mình ra được cái ý này. Đó đây, đầu tiên là nếu như anh xét nó thi lợi thì anh xét tiếp thêm ba cái trường hợp coi thi lợi môn nào, và ngược lại anh sẽ cho nó rỗng. Rồi các bạn có thể sử dụng. Rồi thì tiếp tục thì anh sẽ ôn tập cho các em nha, anh sẽ ôn tập cho các em. Thì ở đây nè, các em thấy nè, anh có ghi cho các em ở đây nó là các lưu ý rồi nghe ra phần thi của mình. Nó thì đầu tiên cái phần lý thuyết á, thì bạn nhớ giùm anh nè, mình có tổng cộng là 60 câu và mình chỉ có 20 phút để mình làm bài thôi, nên nó rất là bị áp lực thời gian. Nó tính ra các bạn khoảng 20 giây cho một câu hả các bạn? Tức là 20 giây bạn vừa đọc nè, suy nghĩ nè, phân tích nè, chọn đáp án. Và nhớ giùm anh, trong câu trắc nghiệm có một đáp án hoặc n đáp án. Nha, có thể có một đáp án hoặc n đáp án nha, chứ không phải lúc nào chỉ có một thôi nha. Là vấn đề số 1. Đó, nhớ giùm anh một nguyên tắc nữa là khoanh hết, không bỏ sót. Khoanh hết không bỏ sót nha, được không? Câu nào cũng khoanh hết rồi mới đọc bài. Rồi phần lý thuyết cái như xong, hôm sau thi coi đánh giá mình coi nhớ được cái gì. Thứ hai là phần word. Phần word thì các bạn nhớ giùm anh, nhớ giùm anh, ôn là ôn đề số 3 trong cuốn giáo trình á. Cái đề số 3 anh có nói các bạn á,
cái đề đó các bạn luyện chừng nào 7 phút mà đã yêu cầu đó. Ngoài ra thì ôn lại những cái phần anh đã đưa rồi nha, tập trung đề số 3 trước. Rồi đối với làm bài thi thì đầu tiên bạn làm giùm anh thư và mục lục, coi coi đề bài người ta cho cái gì. Nếu cho thư thì làm thư, cho mục lục thì làm mục lục, để lấy điểm phần đó khoảng 1 đến 2 điểm trước. Rồi xong cái đó bạn chỉ có 3 phút để làm thôi nha, hoặc là tối đa là 5 phút để làm phần thư và mục lục nữa nha, tối đa là 5 phút, không nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa là bạn lỗ. Sau đó khoảng 10 phút để bạn làm phần chỉnh sửa văn bản. Chỉnh sửa văn bản, công việc đầu tiên các bạn là làm bài setup giùm anh nha. Công việc đầu tiên là bạn làm bài setup. Rồi có thể là header footer, là page number, là paragraph, là form. Đây là những cái bạn phải làm trước. Rồi sau đó có thể tới là gì, quần ạp, chia cột, drop cap, symbol, sáp, peter, in đậm, in nghiêng, gạch chân, chữ phía trên phía dưới gì đó, tô màu. Phân biệt giùm anh là tô màu cho chữ hay tô màu cho paragraph, phân biệt kỹ, canh trái, canh giữa, canh đều, biểu tượng đầu dòng gì đó, cái này tùy thuộc vào mọi người. Đóng khung border setting thì nhìn kỹ giùm anh là bạn đóng khung bằng text hay là paragraph, nhìn kỹ nha. Và tô màu thì nhớ giùm anh không cần biết màu gì, không cần biết màu gì nếu bạn thi trực tiếp, còn nếu thi online thì có màu rồi thì bạn cố gắng giống màu giùm anh được chưa. Nó bạn lưu ý giùm anh điều đó. Rồi tiếp tục. Rồi sau đó các bạn tới gì đây, có thể tới bản đồ, tới bản đồ. Nó bản đồ thì bạn vẽ nó giống như bên Excel vậy thôi. Rồi công thức toán học, để tới công thức toán học. Rồi, nó phụ thuộc vào các bạn. Và nhớ giùm anh, nhớ giùm anh, đối với phần công thức toán học á, viết giống nó khoảng, nếu nó ngắn á thì viết giống hết, còn không trong vòng 2 phút viết gần giống nó giùm anh, cho không viết nhiều. Rồi quay lại nè. Tiếp tục á thì người ta nói gì đây, tiếp tục á thì nó phụ thuộc vào cái đề bài được chưa. Ngoài việc mình sẽ làm xong mấy cái này rồi á, nó thì mình sẽ canh chỉnh làm sao cho nó giống nhất có thể. Và nhớ giùm anh hình cái phần tiếp theo á là cái phần chia cột các bạn á. Nếu đề thi có phần chia cột thì chú ý nha, chia cột rồi bạn mới tạo cái phần drop cap nha, không có làm ngược lại nha. Và drop cap á, thì bạn nhớ nè, muốn tạo cái drop cap thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó thì đặt cái con chuột bạn á trước trước cái phần muốn tạo drop cap và nhấn enter thôi nha, trước cái phần tạo drop cap và nhấn enter nó. Rồi watermark này thì tùy đời có hoặc không, chỉ có vậy thôi. Và cố gắng 10 phút là xong phần thực hành Word này. Rồi tiếp theo bạn đã sao, đối với sale á thì học á thì học hết rồi chứ không có cái nào hết đó bạn, không có bỏ được cái nào được chưa. Thì thông thường á nó sẽ một cái câu á là một hoặc hai câu phụ, ví dụ như dùng cái hàm let right mid này chẳng hạn nè, hoặc là dùng hàm lấy ra ngày tháng hiện tại này đó được chưa. Nó rồi định dạng tiền tệ ngày tháng gì đó, định dạng ô vuông, nói chung là những cái phần định dạng mà anh gửi cho các bạn, anh dạy các bạn rồi đó. Không rồi coi coi người ta thuộc dạng nào. Xong rồi á thì nó có thể là gì, dùng tới hàm VLOOKUP, MALLOCKUP, IF, mở rộng, đơn giản và mở rộng
Rồi, tới thống kê rút chích. Rồi, tới vẽ biểu đồ. Và thông thường nó sẽ khoảng từ 7 đến 8 câu, hoặc là 10 câu là tối đa. Nó khoảng 7 8 câu hoặc là 10 câu là tối đa. Chứ nó không có nhiều hơn nữa. Được chưa? Nên các bạn nhớ, nó khoảng 7 8 câu. Thì bạn cố gắng bạn chia cái thời gian là nó câu nào dễ thì làm trước, câu nào khó thì mình làm sau, và làm giùm anh khoảng 2 phần 3 số câu chắc chắn bạn đúng rồi là bạn ổn. Rồi nhớ là 2 phần 3 số câu bạn làm là phải chắc chắn đúng, hoặc là tối đa bạn chỉ làm cho anh là 25 phút hoặc là 30 phút là dữ lắm rồi, không nhiều hơn nữa. Tức là 25 đến 30 phút trở lại thôi, không nhiều hơn nữa nha. Bạn làm nhiều thì bạn hồi sẽ không còn thời gian làm những phần khác. Nhớ, ôn thì đối với này thì hầu như ôn hết tất cả các bài anh đã gửi cho các bạn. Gửi hết, rồi, làm rồi, ôn lại những cái đó là hết. Làm cẩn thận rồi, các dạng mở rộng khó đồ kia anh đã cho các bạn hết rồi. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ sang bó voi. Thì đối với boy á, công việc đầu tiên các bạn nhớ nè là Style Master. Công việc đầu tiên làm Style Master đó, và không làm Style Master là mất, có thể mất 2 điểm nha, có thể mất 2 điểm nhớ, hoặc là 1 điểm. Anh nhắc lại một lần nữa, công việc đầu tiên của boy là làm Style Master. Rồi coi coi người ta yêu cầu theo mẫu thì các bạn làm theo mẫu. Còn nếu người ta không yêu cầu mẫu thì người ta yêu cầu từ một dữ liệu bài Word thì bạn cứ copy, đừng có ngại. Bạn nào đọc nhanh thì bạn cứ copy hết ý luôn, bạn nào đọc chậm, bạn nào đọc chậm không nhanh lắm thì bạn copy đại nó, copy đại nó, không cần có nghĩa, không cần hết câu gì hết, không cần, không ai ngồi đó chấm chính tả các bạn. Rồi sau đó bạn tạo khoảng 10 slide, 10 slide thì giống như bữa trước anh học các bạn. Rồi tạo hình nền cho anh. Hình nền thì đơn giản thôi, nếu chụp phải format round apply to all hết. Một hình nền áp dụng cho tất cả, hoặc là bạn thích thì bạn làm từng cái từng cái từng cái. Tạo hướng chuyển size, tạo hướng chuyển size là transition á, chọn hiệu ứng apply to all. Được rồi đó, tạo hướng chuyển size vô phần transition, transition đó, transition. Rồi gì đây, chọn một hiệu ứng apply to all. Chú ý cái phần tự động chuyển sau bao nhiêu giây nhớ nha. Hiệu ứng hoạt hình, mở cái slide lên, Ctrl A, ngôi sao màu xanh, làm hết cho anh khoảng 10 slide luôn. Một cái slide các bạn tốn khoảng 2 giây đến 3 giây hoặc là 5 giây là dữ lắm rồi, tức là một phút là bạn đã xong cái phần hiệu ứng hoạt hình luôn cho tất cả các slide. Ở đây anh ghi 2-3 slide thì hơi ít đó. Được chưa? Nên bạn chịu khó làm hết thì mình cứ mở cái slide lên, Ctrl A, ngôi sao màu xanh, mở cái slide lên, Ctrl A, ngôi sao màu xanh, đừng ngồi đó coi đẹp xấu gì mà. Tạo liên kết, tạo liên kết người ta không nói gì, tất cả các bạn nhớ dùng action button để liên kết. Tạo cho anh 2 đến 3 cái liên kết, thí dụ slide 2 liên kết đến slide 3, slide 3 liên kết slide 4, slide 4 hay 5 gì đó, khoảng trong vòng 1 phút, tức là mỗi ý anh gạch đầu dòng này các bạn làm trong 1 phút gì mà. Được chưa? Nó khoảng 1 phút. Được chưa? Bạn có thể tạo 3 4 cái liên kết cũng được. Liên kết tới, liên kết lùi. Chèn hình ảnh vô. Cái này thì đơn giản rồi. Đó, thì người ta có file hình ảnh sẵn, người ta có chèn hình ảnh đính kèm cho bạn. Không có thì bạn copy hình ảnh bên Word ngày hôm qua. Không có nữa bạn vẽ giùm anh những cái sáp vẫn được. Đánh số trang header footer. Được chưa? Bạn nào thích thì làm luôn cái phần đánh trang đầu, không đánh trang đầu, số 2, đánh số 1 gì đó. Được chưa? Bạn nào thích thì làm thêm. Rồi nếu không cứ chèn số trang, nhạc header footer vô. Chèn nhạc clip có. Đó, người ta yêu cầu, người ta cho file nhạc, file clip, chèn vô hết cho anh. Rồi, chèn xong rồi, bạn nào còn dư thời gian nữa thì bạn chuyển qua cái gì? Âm thanh chạy từ xe máy đến xe máy tùy bạn. Được chưa? Và cố gắng 15 phút hoàn thành bó voi đó, 15 phút là hoàn thành bó voi rồi. Còn phần cuối cùng đó là phần asset. Asset thì chịu chủ yếu học hết giùm anh, học hết giùm anh. Thì đối với phần
Đầu tiên là học cái phần những cái dạng mà anh đã gửi cho các bạn. Đó, ví dụ định dạng như thế nào, tạo bảng đem dữ liệu vô như thế nào, rồi tạo liên kết ra sao, đặt khóa chính như thế nào. Xong rồi đó thì khoảng 1 đến 2 điểm. Query thì các bạn có khoảng 5 điểm. Thì chú ý giùm anh ba dạng đó là Select, Total và Rooftop. Thì ba dạng đó là ba dạng cơ bản nhất. Cố gắng làm được ba dạng đó. Rồi còn hai dạng còn bốn dạng còn lại thì coi kỹ tài liệu và làm. Form và report thì chủ yếu anh chỉ yêu cầu các bạn làm được hình dạng của chúng, không yêu cầu chi tiết phía trong. Nó thì đó là yêu cầu của anh đối với phần bài thi các bạn. Đó, ôn tập thì chủ yếu là chỉ nhắc lại kiến thức cho các bạn và bước làm như thế nào cũng như quản lý thời gian ra sao, chứ không phải là ngồi đó work làm gì nữa. Tại những cái gì mà mình đã học rồi á thì anh đã ôn anh làm cho các bạn hết rồi, kiến thức anh đã chỉ các bạn hết rồi. Thì bây giờ hôm sau thì thi thử để đánh giá khả năng các bạn như thế nào là thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì ở đây chủ yếu cái file này là tóm tắt lại kiến thức các bạn. Phần Word mình sẽ ôn những cái gì, phần Excel mình ôn cái gì, Asset ôn cái gì, Power Boy ôn cái gì, và làm những cái bước nào, cái bước ra sao để mình không có bị sai, không có bị sai. Nó không có bị sai, chứ không có yêu cầu phải làm từng chữ làm từ đầu đến cuối. Các bạn nhớ giùm anh, bạn cần 5 điểm mỗi phần thi. Tất cả các bạn thi phần thi của bạn, tất cả các phần thi các bạn phải từ 5 điểm trở lên, chứ không phải là trung bình là 5 điểm. Anh nhắc lại, tất cả các phần thi, thí dụ Word các bạn nè, Excel, Power Boy nè, lý thuyết nè, mỗi phần bạn phải từ 5 điểm trở lên bạn nè. Nên khi mà đi thi á, anh yêu cầu các bạn cố gắng làm giùm anh 7 điểm thôi, không nhiều, để trừ hao xuống là 5 điểm là vừa nha. Anh yêu cầu các bạn mỗi phần thi được 7 điểm giùm anh, trừ lý thuyết, tại lý thuyết các bạn thi là có điểm liền. Còn những phần còn lại anh chỉ yêu cầu bạn làm sao bạn tính giùm anh là bạn được 7 điểm là bạn có thể ngừng, không cần 10 điểm nha. Và đừng làm 10 điểm, tại làm 10 điểm bạn sẽ thiếu thời gian cho những phần khác. Các bạn nhớ là bạn chia đều cái thời gian của bạn ra. Đó, và những cái gì nãy giờ anh chỉ hướng dẫn ôn tập của bạn là chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo khả năng mỗi bạn và kiến thức các bạn nắm, kiến thức các bạn nhớ tới lúc mà thi, các bạn bố trí lại cho mình phù hợp nhất. Và nhớ giùm anh một nguyên tắc, phần nào bạn giỏi nhất làm đầu tiên, phần nào bạn giỏi nhất bạn làm đầu tiên. Thí dụ bạn giỏi Excel, làm Excel trước, gì mà làm lấy 7 điểm chuyển qua phần khác, đừng bao giờ làm phần khó trước. Anh nhắc lại, luôn luôn làm phần dễ trước. Và nhớ giùm anh, câu dễ câu khó ở mỗi phần không theo thứ tự nào cả, nên mở lên cái nào biết thì làm, không biết để đi họ làm sao. Đấy nha, về nguyên tắc làm thứ tự câu dễ câu khó không có một thứ tự nào sắp xếp. Và phần thi nếu phần Word bạn dễ thì phần Excel bạn sẽ khó lên, tức là nó sẽ bổ sung làm sao cho kiến thức để tất cả các phần các bạn nó đều nhau nó nữa nha, chứ không phải là Word sẽ dễ, Excel khó, Excel dễ, Word dễ khó gì đó. Mà tất cả thầy cô sẽ tính toán và bố trí làm sao cái đề thi các bạn để vừa ai cũng có thể làm được. Nhưng mà một số bạn làm không được, lý do thí dụ như cái đề bạn lỡ trúng cái phần Excel khó mà Excel mình là yếu nữa thì đó bạn mới mệt. Nên học là phải học hết kiến thức, vững kiến thức, nên phần nào cũng phải làm được. Nó khó ở đây có nghĩa là khó lên một cái mức chấp nhận được, chứ không phải là khó quá khó, bạn nhớ nha. Đó, nên các bạn nhớ nè, ôn kỹ từng phần thi, các bạn còn ít nhất là một tháng nữa để các bạn ôn, còn ít nhất là một tháng nữa các bạn ôn để bạn thi. Nên ở nhà rảnh thì cứ lôi bài ra làm hết đời, nói anh cho đời đời không có thiếu, đặc biệt là Excel và Word đầy. Anh lấy những cái thời chứng chỉ công nghệ thông tin của các trường, các đề thi của các trường cho các bạn, nó thì kiến thức nó tự tự nhau thôi. Đó, Excel 1 phút 30 giây là một đề, không có khó. Excel đầy trên mạng internet hoặc là trên YouTube của anh rất là nhiều cái đề Excel, vài trăm đề, vài ngàn đề cho các bạn, và có thể tham khảo nó. Bạn tải gì bạn làm, cái nào không biết thì mình cứ trao đổi trên nhóm. Nó giờ Excel cũng vậy, các bạn nhớ đây đến ngày thi rảnh cứ một ngày hai ngày lôi ra làm nửa tiếng tiếng nó, chứ đừng có bỏ luôn nha. Tại vì các bạn nhớ nha, mình còn cái một phần nữa là thao tác thực hành mình phải nhanh, thao tác thực hành mình phải nhanh. Tại vì mình thực hành chậm á, không nhanh á, thì mình sẽ không kịp giờ, mình không kịp giờ. Nên các bạn nhớ nha, thao tác cần phải luyện để mình phải thao tác nhanh, được chưa? Đó là những cái dặn dò mà anh muốn các bạn cần nhớ và cố gắng ôn bài lại, được chưa? Để hôm sau mình, trước mắt hôm sau sẽ cho các em thi thử, và một tháng còn lại, ít nhất là một tháng còn lại các em tự ở nhà ôn tập, và có bất kỳ phát sinh gì
thì cứ trao đổi trên nhóm đi ha. Anh sẽ hướng dẫn các em thêm trong cái thời gian mà mình chưa thi đó, các em có thắc mắc gì cứ hỏi trên nhóm, mình sẽ trao đổi.